Thông tin mới nhất liên quan đến bệnh nhân số 178. Mới đây, Sở Y tế Thái Nguyên đã xác định được 1.520 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 178. Trước đó, người này đã có hành vi khai báo vòng vo không trung thực. Cơ quan y tế đã phải tra hỏi nhiều lần thì người này mới khai nhận vừa trở về từ Bệnh viện Bạch Mai, là nhân viên của công ty Trường Sinh và làm việc tại bếp ăn của bệnh viện. Ngày 2 tháng 4, ông Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, xác nhận đã chỉ đạo Công an huyện Đại Từ củng cố hồ sơ để xử lý hành vi khai báo y tế không trung thực của bà HTN, 44 tuổi, trú xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, là bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 178 tại Việt Nam. Theo ông Hoạt, khi được Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ tiếp nhận, bệnh nhân 178 đã khai báo không trung thực. Trở về từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, nhưng khi khai báo ban đầu, bà N khẳng định trong 2 tuần qua, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Cho đến khi bác sĩ nghi ngờ tiếp tục khai thác nhiều lần, bà N mới thừa nhận mới trở về từ Bệnh viện Bạch Mai và là nhân viên công ty Trường Sinh, làm việc tại bếp ăn của bệnh viện. Hành vi khai báo không trung thực này đã khiến 20 người, bao gồm 8 bệnh nhân đang điều trị và 12 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ phải thực hiện cách ly tập trung, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đến nay đều âm tính. Liên quan đến bệnh nhân 178, đã có 43 người tiếp xúc F1 đang được cách ly tại cơ sở y tế, 372 người tiếp xúc F2 và 962 người tiếp xúc F3 đang được cách ly tại gia đình có sự theo dõi sức khỏe của cán bộ y tế và chính quyền địa phương. Cùng ngày, Thượng tá Trần Minh Cường, trưởng Công an huyện Đại Từ cũng xác nhận vụ việc liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 178 đang được điều tra. Các bước xử lý tiếp theo sẽ chờ đến khi bệnh nhân này khỏi bệnh. Việc vòng vo không trung thực khi khai báo đã làm cho công tác khoanh vùng dập dịch của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hành vi này rất đáng lên án và cần có những biện pháp xử lý mạnh tay để răn đe trong cộng đồng.